Thưa quý vị và các bạn, thông thường vào dịp nghỉ lễ thì chúng ta sợ nhất là ngày đầu và ngày cuối. Lý do là vì giao thông tắc nghẽn, khói bụi và mệt mỏi. Còn với các bác sĩ cấp cứu thì họ sợ tất cả những ngày nghỉ lễ, vì họ luôn trong tư thế phải ứng phó với những ca trực dồn dập bệnh nhân. Tuy nhiên, trong mùa nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh may mắn là có 3 ngày lễ diễn ra khá êm ả, không bất thường. Điểm đáng chú ý là trong những ngày vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân người Campuchia chuyển sang với vết bỏng nghiêm trọng do tai nạn sinh hoạt. Trong số lượng những bệnh nhân ngày hôm nay được chuyển đến từ các tỉnh thành lân cận như là tai nạn giao thông từ Đồng Nai, Bình Dương hay là Vũng Tàu, như chúng ta vừa quan sát thì còn có bệnh nhân Campuchia được chuyển đến trong ngày hôm nay. Thì trong số đó có một bệnh nhân tên là Mon Mum nhập viện trong cái tình trạng là bị bỏng không chỉ đôi bàn tay mà từ phía thân người dưới trở xuống. Thì bệnh nhân bỏng là một trong những cái nhóm bệnh mà Bệnh viện Chợ Rẫy phải đón nhận khá là đông, bởi vì Bệnh viện Chợ Rẫy cũng là bệnh viện tuyến đầu trong việc điều trị các bệnh nhân bỏng ở khu vực phía Nam. Xe chở hàng đó, chở hàng quá đi đó rồi xong rồi nó leo lên, nó đỡ cọng dây điện cho xe chạy qua, nó đỡ lên cái lùn chập dây điện cháy luôn, cháy tay trái luôn. Thì phỏng bên tay tay phải nhiều, bên tay trái là cũng bị hết luôn cả người luôn, mà điện nó giật mà tay bên phải là bị cháy hết, bị tay phải nó đỡ lên nặng. Vậy là ngay khi đấy là được cấp cứu ở đâu vậy chú? Đưa cấp cứu ở cho bệnh viện tỉnh Cung Tràm, tỉnh Campuchia, ở trên tỉnh Cung Tràm xong rồi mới đưa xuống đây. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là 3 ngày nghỉ lễ của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 đã kết thúc. Tai nạn giao thông tăng cao vào các dịp lễ thì dường như đã là một chuyện hết sức bình thường. Vì vậy cho nên khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuẩn bị khoảng 20 cái băng ca xếp dọc lối đi của xe cấp cứu như quý vị đang thấy. Số lượng tai nạn giao thông cũng xem như mọi ngày, nó không có nhiều hơn. Và cái mức độ nặng cũng không có nhiều hơn. Thì tình trạng cấp cứu hiện tại vẫn còn rất là ổn. Thực ra nếu như so sánh với lại từng mọi năm á, thì năm nay tôi có cảm giác là nó ít hơn hẳn. Tôi có thể là cái kiểm soát rượu bia hiện tại giờ đang rất là gắt gao. Ví dụ như là bên công an giao thông người ta đang tăng cường cái vụ mà kiểm soát rượu bia. Nên hiện tại tôi cấp cứu bệnh viện đã hiện tại cũng không có nhiều. Tôi thấy có vẻ cơ bản thì nó sẽ được hơn mấy năm vừa rồi.